Thách đi rồi đấu, game thi đấu mang đầy tính thách đấu loại trực tiếp giữa hai người chơi. Số tiền có điểm ban tổ chức đưa ra là 1.000.000 đồng. Sau mỗi số, dù người chơi nào thắng hay thua, thì giá trị giải thưởng đều sẽ nhân lên 20%. Giá trị thách đấu từ người thách đấu được phép quy ra tiền mặt, voucher sản phẩm hoặc sản phẩm hàng hóa có giá trị đang niêm yết trên thị trường. Ở mùa đầu tiên, dự kiến giải thưởng sẽ kết thúc ở số tập 30. Điều này tương đương với giá trị giải thưởng lên tới 197.813.595 đồng. Nếu chưa tới tập thứ 30, người chiến thắng hiện tại không nhận được lời thách đấu nào nữa trong 3 ngày. Game sẽ kết thúc tại số tập đó và người chiến thắng sẽ nhận giá trị giải thưởng tại thời điểm đó. Ngày xưa ở đó là em hơi à. Tại thấy không? Một MC mà số nào cũng mặc đúng một cái áo đen mà có cái áo đen mặc hoài quý vị. Không phải là một cái áo đen mặc hoài, tôi mặc rất nhiều áo đen và tôi thích màu đen. Tôi đã nói ok trước khi tôi nhận job. Không, để mọi người nhìn lại nha. Tập 5 nè. Tập 6 nè. Collagen sức khỏe rất là tốt. Còn cho Nam, còn cho Nam. Tập 7 nè. Và hôm nay nè, không có một cái nào dùng cái nào cả, nó chẳng qua là nó cùng một màu đen thôi. Và tôi yêu màu đen. Ủa mà sao nha? Chứ không, tôi không thích cái sự màu mè của một người lớn tuổi, một người anh gần 50 tuổi như vậy. Mày nói như gần đất xa trời á, tôi nghe mà gần mày ngưng đâu á mày. Tại em hơi nhấn rồi, học cái nhấn quần mà. Nói chung là sau tập 7 thì khán giả yêu mến nha, quan sơ rất nhiều và kêu tôi bỏ em sẽ 1 phút đi. Nhưng mà đâu được em, đâu có được đúng không? Sản xuất. Không phải sản xuất. Phải là sản xuất. Kênh riêng. Không phải. Không có đủ tiền trả MC lên nhà đưa làm luôn, không có tiền MC. Người nhà, gia đình nha. Gia đình, chứ mà làm chùa mà có gì không có tiền. Gia đình. Ủa giờ hạn đế nó không có phim gì đóng mà tới tập 8 mình vẫn làm MC vậy? 3 tập rồi, xuất hiện tháng trời vẫn chưa phim đóng hả? Đó là một câu chuyện buồn. Sao vậy? Còn buồn hơn là có. Sao vậy? Là Phương Lan. Em lại gặp Phương Lan. Vậy còn anh sẽ gặp ai? Và khách mời của chúng ta ngày hôm nay là ai? Ai sẽ là người thách đấu? Ai nhắc mới nhớ. Ê quý vị không phải đâu. Bởi vì á, cái lần trước quý vị nhớ không? Phim Lớp 2019 thì Phương Lan với Văn Sơn là một cặp tình nhân được rất nhiều người yêu mến. Chán nản lắm rồi, chán nản lắm rồi. Vì sao mà Văn Sơn vẫn quyết tâm tham gia MC để gặp được Phương Lan một lần nữa? Thì Phương Lan đang cần chiến thắng, đúng không? Chiến thắng Kobe ở tập trước. Anh nghĩ ý đồ của em. Anh nghĩ xấu gì em. Xin lỗi em. Không phải vé show mà lại thích Phương Lan. Phương Lan của bồ rồi. Phan Đạt ơi, không phải Phan Đạt đâu. Đạt ơi, em nghĩ trang khách cưới phải trang nội. Business chân nhân á. Giờ anh khóc thì cũng chẳng để làm gì. Đâu phải cho ai mà thì lời thầm thì thế không? Dạ, mình vô chủ đề chính đi anh. Là khách mời hôm nay là ai? Anh không biết luôn. Mà bây giờ anh hiểu lý do tại sao thi trời sư một cặp anh rớt rồi đó. Hát dở quá. Các bạn ơi, bây giờ với tập 8 chúng ta sẽ cùng xem người sẽ thách đấu diễn viên Phương Lan là ai nhé. Xin mời. Thanh Lan xin chào tất cả các bạn đang xem chương trình Thách đi rồi đấu trên kênh H2B. Khi mà được xem cái chương trình này á, Lan coi thấy rất là hào hứng. Bởi vì sao? Nó có rất là nhiều thử thách nha. Vui có nè, hài hước có nè, gây cấn có nè, dễ dàng cũng có, nên là mình rất là thích. Quyết định đăng ký đi thi và để xem coi kỳ này mình sẽ bị thách đấu những cái trò gì. Mình sẽ tham gia hết mình. Gì gọi là mình để xem mình được thách đấu những cái gì ha. Cái thứ nhất, cái thứ hai là giải thưởng vô cùng cực kỳ hấp dẫn, cực kỳ hấp dẫn luôn. Mình nói chơi thôi, mình sẽ cố gắng hết mình khi bạn diễn của mình thách thức trò gì. Chờ xem. Ca sĩ cũng tên Lan,
là đơn vị là xong lên xong lên rồi điện ảnh như vậy nghĩ như thế nào để cho Phương Lan bị loại cứ cho hát họ là Thanh Lan Thánh đó. Phương Lan có một giọng ca bất tử, một giọng ca làm mưa làm gió, hát cho nhà hàng nổ nát, hát cho nhà hàng tan tành. Sao ta thách đấu gì thì chúng ta sẽ chơi xong lan, thì chúng ta sẽ chơi những trò chơi liên quan tới điện ảnh. Bây giờ chúng ta sẽ cùng với cái thách đầu tiên của Thách Đi Rồi Đâu. Như vậy ngày hôm nay chúng ta biết người thách đấu với Phương Lan ở tập 8 này đó là ca sĩ Thanh Lan. Wow. Cái nhóm đẹp ca đi lắm. Chào em. Lan, Lan lớn thách đấu với lại Lan. Em hát vài câu nghe chơi đó ca sĩ vậy. Trời gì kỳ vậy, vô kêu đi thi thách đấu chứ gì, tại kêu hát nhóm mà đẹp sao ca đi lắm nổi tiếng lắm á nha. Em bè ca lắc rất là nhiều cho. Hát bè, bây giờ bè ca đi lắc là chỉ có bè thôi chứ không có hát. Nhưng mà người ta hát cũng hay. Em có sáng kiến cực kỳ hay. Anh là ca sĩ, chị là hát bè. Trời ơi anh hát chị bè thì chung mừng anh. Đúng không sao? Anh làm sao qua cho được nha. Bè bài gì? Bè bây giờ bài gì? Một bài một câu được cũng vào đó thôi. Giờ em muốn hát gì? À bài gì ta? Bài gì cho dân ca đi, dân gian đồ này kia cho nó hát. Em đi. Mời anh. Rồi, okay. Anh hát lại tự bài cho luôn phải không? Nhưng mà nhớ đọc cái lời là cái gì thì anh nhớ giá bà ba đó, giá bà ba đó. Hát có đoạn nào? Anh vô đoạn này anh bè theo thôi, anh đâu biết. Anh phải nói mới nhớ đó, đoạn nào chứ em đâu có bà ba trên dòng sông thăm thẳm thấp thoáng, con xuồng bé nhỏ đến mong manh, nó ngá độ nhiên. Có đó khó đè lắm không nói. Cái gì bài gì? Tự nguyện được không? Thôi em có ba là em có má đi. Rồi, em không biết bài đó. Ba người nó lung linh đi. Rồi, ba người nó lên nha. Dạ. Điệp khúc hay sao hay từ đầu? Lung linh, okay. Nè tin cha. Mình hát gì đó bè, em hát mình hát bè. Hà, quá trời. Lung linh tình mẹ tình. Sí. Hát bắt một, đi. Một tông đi. Em bắt tông đi. Lung linh tình mẹ. Ba. Hai, ba. Lung linh tình mẹ tình cha. Lung linh cút một mái nhà. Rồi thôi xí đi, bỏ qua đi, mấy bạn tự bè luôn rồi. Mà ha, mỗi người một tông luôn á. Tôi nghi ngờ đây là ca sĩ Thanh Lan fake của Cadillac. Pha kè phải không? Thôi bây giờ mình bỏ qua cái chữ Cadillac đi, mình hát không một bài đi nè. Nắng xuân về trên muôn hoa, nắng xuân đẹp tô thắm muôn nhà, người người vui đón xuân đã về, một mùa xuân mới tràn chứa tình. Hả? Ngày Tết đến được thứ em là niềm vui bất ngờ. Tết đến là lì xì. Hai ba lì xì lì xì lì xì. Ba chúc các con thật nhiều sức khỏe, con nhỏ này đắt show nè. Xuống tông cái nè. Bập nằm mới. Đi quá xa vào câu chuyện rồi đó. Hôm nay mục đích Song Lan hợp bích là đánh nhau, đấu với nhau. Nào, khoan xí cho em hỏi, ngày hôm nay là thách đấu, là chị Lan tới đây mà thách hát đúng không? Em xin phép thua, em xin phép về. Chúc mọi người vui vẻ. Dạ, không, cảm ơn em. Cảm ơn em. Chắc chưa? Rồi, đánh hát đâu? Thử thách đưa chưa biết được cái gì đâu. Vậy hả? Em bắt đầu em tự. Nhưng mà cái vấn đề là hôm nay chị Thanh Lan đến đây thách đấu, chị lấy cái gì ra để thách đấu với Phương Lan? Bởi vì Phương Lan hiện nay đang có số tiền là 3.898.320 đồng, cả hiện vật lẫn hiện kim. Đúng. Thắng Phu Bi ở tập 7. Vậy thì ngày hôm nay chị Thanh Lan đến đây để thách đấu với chị Phương Lan. Vậy thì chị lấy cái gì để thách đấu? Lấy cái gì thách đấu? Hết hồn người ta là con gái phụ nữ. Bà nội, bà lấy gì mà thách đấu bà nội? Hôm nay chị Lan lớn sẽ đến thách đấu với Thanh Lan nhỏ bằng hộp Akinin. Dung dịch uống chăm sóc bảo vệ sức khỏe với giá là 1.050.000. Hướng 20% giá tiền của em rồi. Men lên rồi đó. Như vậy có nghĩa nếu mà game này mà Thanh Lan thắng nha, Thanh Lan sẽ được 4.900. Ủa quên, Thanh Lan nha, Thanh Lan sẽ được 4.677.984 đồng. Là trong đó chỉ có hiện kim. Trong đó là có luôn cả phần trăm của chị Phương Lan rồi. Đúng rồi. Và còn nếu như Phương Lan thắng, chị Phương Lan sẽ có 4.948.320 đồng. Wow. Có cả cái gì này? Một phần Agilin. Và một phần hỗ trợ nhà hàng bắt trơn. Hỗ trợ, đúng rồi, nhà hàng bắt trơn. Còn ăn tiền mặt, ghê chưa? Sao nhiều quá vậy? Cô gái em ơi, chị ơi, cô gái em chẳng lẽ chị gì giải thưởng mà chị em ta tương tàn hay sao? Không, mình sẽ không tương tàn, nhưng mà bây giờ chị nghĩ vậy nè. Hey, MC còn ngồi đây đó các bạn. Như mình chết rồi đó Sơn. Thật ra thì chúng tôi nghĩ rằng á, chúng tôi nghĩ những cô gái đẹp là sẽ không có thích tiền.
mà giờ thấy cả lan lớn đều lan nhỏ đều thích tiền đó, thấy không? Mở ràng không? Đúng rồi, ok. Đúng rồi. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng xem thử tắt ngày hôm nay dành cho hai lan là gì nha. Tèn 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 tèn. Vừa có tuổi rồi, cẩn thận. Cẩn thận. Có tuổi rồi. Lớn tuổi rồi thì mình tém tém lại đi. Không, anh tưởng tượng anh còn 18, 20 như là Phương Lan với Thao Lan vậy đó em. Không ngờ anh đang 40 rồi. Cái lứa tuổi nó cũng đánh đập, đánh đồng với cái sức khỏe đó. Thì hồi nãy anh đóng vai gì đó. Mọi người ơi, nghe chưa? Cuộc thi này anh đã mất. Và trong tay tôi hiện tại đang là quy cấp thi của vòng thi này. Tôi xin được tuyên bố vòng thi này sẽ được chính thức bắt đầu sau khi tôi đọc ra quy chế thi. Và quy chế thi của vòng này là như sau. Hãy nhìn tên ra hiệu cho người chơi đoán đúng tên phim điện ảnh Việt Nam. Mỗi đội có một phút. Mà người kia không được nói nha, ra hiệu thôi. Chỉ giơ tay là hai chữ, ba chữ tên phim thôi nhưng mà không được nói. Làm sao cái người kia đoán được? Và em là cái sơ lần đội anh với đơn đàn đội đó. À, cái đó điện ảnh lợi thế ha. Nhắc lại câu hỏi. Nó nghe là mình đổi cái khác được không? Thử thách người ta đưa ra chưa chắc là đã thấy. Không, mình đổi qua bài hát đi. Thôi. Hãy nhìn tên ra hiệu cho người chơi đoán đúng tên phim điện ảnh Việt Nam. Mỗi đội có một phút. Dùng cái tựa phim để mà hành động. Đúng. Ai đoán đúng một phút nhiều được từ tên phim là thắng. À. Ok, bây giờ đội nào bây giờ hai đội chúng ta thì đội nào chúng ta sẽ đi trước? Thưa quý vị, cái đội lớn tuổi và trẻ đẹp và là có nhiều hào quang cho cuộc sống, nhiều kinh nghiệm là Thanh Lan vào phút thì rất muốn nhường các đàn em để đi trước để coi cái là họ người nào sẽ là người đoán, người nào người trả lời ra nha. Ok, mình ngồi mình học hỏi luôn. Học hỏi thì mặt con mặt đó kìa. Chị nghĩ là hình thể em tốt, em làm cho chị đoán cho. Chị nói em diễn đến hoạt hình lắm rồi. Ok, lấy chị thích anh sẽ nhiều. Rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng xem là phần thi của Quang Sơn và Phương Lan như thế nào nhé. Một, hai, ba, bắt đầu. BD. Bị tóc hả? Là con gái hả? Cô. BD. Gái. Gái thì tăng động gì trời. Bốn chữ. Quýnh lộn. Hôn, đúng không? Quýnh lộn. Hôn. Quýnh lộn. Hôn giết rồi. Hôn hai cái. Hôn nhau à? Hôn hai cái. Hôn được rồi. Hôn hai cái. Hôn hai cái rất kỳ qua là kìa. Hôn hai cái. Có giúp đỡ. Hôn. Hôn mặt căng lắm. Hôn mà xa. Hôn mà giết hả? Hôn về giết. Qua đi. Hôn là quýnh. Năm chữ. Nhà có. Nhà có năm. Năm chị em. Năm chị em. Nhà có năm chị em. Ôm à. Nhà có năm chị em đúng rồi đó. Ôm à nhỏ hứa. Ôm đi muốn khóc. Từ nhà có năm chị nè. Nhà có năm người. Năm chạy năm người chạy tóc. Năm người chạy tóc. Nhà có năm chị em trời. Ba chữ. Rồi mà căng thẳng quá, nhẹ nhẹ cưng nhẹ nhẹ ra nè. Ờ đúng rồi, đập bàn chính xác. Đập bàn. Đập điện thoại. Để máy tính. Yeah. Ôi, sắc quá vậy. 10 giây cuối. 3, 3 chữ. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 0, 3, 2, hết giờ. Hết giờ. Cố lên, cố lên. Ba chữ. Ba. Ba. Ba ba hơn con. Ba. Ba. Quá. Ba cái nước. Qua lớn nhỏ vào nhà chữ. Em. Nắng. Yeah. Trời, cái gì khó từ vậy?
Hai từ. Hai từ. Hai. Hai. Đánh lộn, đánh lộn, đánh lộn. Hai. Phim của Phi Thanh Dân. Hai em mày. Hai. 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 Cái gì Phi Thanh Dân nè. Hai thiền phở, hai gì làm lại coi. Hai. H2B Entertainment. Lò vé, lò vé. Lò vé, hai chữ. Quýnh. H2B Entertainment. Trời ơi, tôi coi rồi, tôi tức quá. Quá, 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 dừng lại. Quá. Nó bị làm sai rồi, bị làm sai rồi. Hai, hai. Đúng rồi, đó. Nhanh lên, dậy giờ người ta kìa. Trời ơi, tôi ơi, nhập giờ của tôi rồi. Hai gì? Ờ. Nào, hai chữ nữa. Nhảy. Nhảy. Nhảy mà đàn ông là nhảy được. Phim của con nhỏ này. Phim của em. Lan. Đúng rồi, phim của em á chị. Quá nha. Phim của em. Im. Hết rồi. Bốn chữ. Bác sĩ. Ba chữ. Hết giờ. Hết giờ. Ôi, nãy mình mất hết một đống dây rồi. Mất đống dây từ hai phượng bà nội. Hai phượng. Sao nói phượng là gì? Quýnh quýnh quýnh. Thì là sao từ phượng rồi là diễn tả rồi. Có. Diễn tả sao? Như vậy sau thử thách đầu tiên của tập 8 này, chúng ta thấy rõ ràng rằng là đội lớn tuổi Hồng Phúc và Thanh Lan đã nhường các bạn trẻ Phương Lan và Văn Sơn để các bạn tỏa sáng. Đúng rồi. Để coi phim nhiều hơn ha. Nhiều. Nhưng cái âm nhạc trong phim, điện ảnh là Thanh Lan cũng hầu hết là cũng đảm nhận đó nha. Biết ra, biết làm, biết làm, biết nhiều nha. Nhưng mà đúng rồi, nhưng mà thật ra là thật ra là không, nhưng mình cứ nói gì cho đời sĩ diện em nhẫn nhục thôi đúng mà. Thôi được rồi, cái sự thật và cái thực tế thì nó vẫn là thắng thôi. Bây giờ tôi tham bên đội okay. Tôi thắng rồi mà phục hay không phục thì cũng vậy, có gì đâu, lúc đó mình nhường cũng được mà. Bên đây đúng hai cái, được 20 điểm. Bên mình 10 điểm là có điểm đúng không? Đi học 10 điểm là lớn nhất rồi. Đúng rồi, cái căn bản á là thử thách thứ hai nè. Để coi được bao lâu, để coi cái vui mừng được bao lâu Lan ha. Vậy thì xin phép để cho đội lớn tuổi thông báo thử thách thứ hai như thế nào. Dạ thưa quý vị, thử thách thứ hai cũng nằm trong chiếc phong bì của chúng tôi ngày hôm nay. Hãy đăng ra tiền, em đọc đi Lan cho nó hay, đọc ngưng nghe đó cho anh. Nhiệm vụ hai MC sẽ nằm trong hai người, kìa vậy, sẽ nằm trong hai người thách đấu. Chưa? Thì hai MC nằm trong hai người thách đấu đó. Chưa có đọc hết. Người thách đấu sẽ bị bịt mắt và lắng nghe hướng dẫn từ MC để trang điểm cho người mẫu của chương trình. Sao đứa nào xui vậy ta? Thời gian thi là 15 phút. Kết thúc phần thi, hai người mẫu sẽ được chụp hình và post lên fanpage của H2P Entertainment. Sau 3 ngày, người mẫu của đội nào được nhiều bình chọn hơn thì đội đó sẽ giành chiến thắng. Đứa nào xui vậy ta? Có nghĩa rằng là cái thử thách này thì sẽ có hai người mẫu để cho hai đứa em với lại là cả hai đang bịt mắt lại và sẽ thực hành trên người đã trang điểm. Và cái hình nó được chụp và post lên fanpage của H2P Entertainment sau 3 ngày. Ai được nhiều người vote bên em đang ưu thế là sẽ là người chiến thắng. Em nghĩ là mình nên tụi tôi đi. Sao vậy? Tại vì em biết trình khả năng makeup của chị Phương Lan. Em cứ yên tâm đi, chị cũng không thua gì Lan đâu. Ủa nhưng mà khán giả tôi thấy đẹp ra sân khấu là chị của người ta nữa. Giờ khi em makeup không đẹp, khán giả tôi thích mình chọn phốt điểm cao sao? Bây giờ mình giả bộ mình chụp xong mình up đi, nghĩ là ở dưới ai makeup xấu hơn người đó sẽ thắng. Anh nhớ chụp hình xong anh nhớ viết lên H2P Entertainment vậy đó. Ok, vậy thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau gặp những người mẫu của chương trình và chúng ta sẽ bước vào thử thách thứ hai, makeup chụp người mẫu. Chúng ta đang cùng đến với thử thách tiếp theo của Hát đi rồi đấu. Đây là cái game cung đấu, thì quý vị chúng ta thấy Thanh Lan nhà nương nương cùng với Phương Lan Tần Nương đang cùng chiến đấu với nhau xem ai sẽ make up cho Mai Mai và Thuận Thuận đẹp nhất để đưa vào cung. Nếu mà người nào đẹp, khán giả bình chọn nhiều nhất trên fanpage H2P Entertainment thì sẽ có thêm một điểm nữa. Bởi vì lúc này thì
Phương Lan, Tần Nương đang là người sở hữu 20 điểm thưa quý vị. Nhưng mà không thể nào trang điểm một cách dễ dàng như bình thường được. Chúng ta phải làm khó như vậy. Ủa, anh tưởng là cái này là... Không lẽ em với anh em rồi mình dắt tay nhau ra công viên ngủ. Không, anh tưởng là cho anh đi máy bay theo. Thôi, anh bỏ suy nghĩ đi đi. Rồi bây giờ hãy đeo vô và chúng ta sẽ bắt đầu trong vòng 15 phút. Ok, bắt đầu bịt mặt 3, 2, 1, bịt. Trời đất ơi. Em có thấy cái gì không? Em thấy một cái màu hồng trước mắt em thôi à. Bây giờ nó chuẩn bị tối em rồi. Luôn hả Phương Lan? Dạ, thấy. Thấy cái gì? Thấy màu hồng. Dạ. Màu hồng đó, xong chuyển qua màu đen luôn rồi. Rồi ok. Bây giờ phần make up của Thanh Lan và Phương Lan xin được bắt đầu. Xin lỗi hai bé trước nha cưng. Cái chỗ nào mà làm á thì để nói chị trước nha. Chiêu ba một quán quân điện ảnh mà bao nhiêu make up con nhỏ đẹp không hề make up cái gì luôn á. Thôi anh á, mình người lớn mình nói. Thôi em chờ nó đi xíu thôi, Cái nào nè, áo đen nè, vuốt nè. Không có, không hề có. Mọi người nhìn với bởi vì chúng ta không phải là chúng ta cứ bắt
Không phải như vậy, không phải cứ mỗi lần mình đập thẳng vào mặt nó như là chuyển kế bên đây. Nhìn mặt nó đi. Nhìn mặt nó coi nó hài lòng không? Nó quạo, nó không hề vui. Nhìn mặt nó hài lòng không? Đó, thấy chưa? Nói chung là kính thưa quý vị chỉ cần nhìn mặt của người mẫu, quý vị sẽ biết là họ có đồng ý không? Cái mai mình cười, cái cười. Cười cái gì đó. Mọi người quên mất một điều là nó phải có thể ra đường rồi. Để hợp lòng, người ta vẫn chấp nhận. Fashion của năm nay, cái style là yeah. hàng kẽm gai là hàng rào đó, đang là yeah. một style. Nó phải dựng sự lên như này. Đúng không? Tại sao chị có cái đường lên như vậy? Đó là cái style của toàn cái style, cái style, cái một cái chất riêng, em hiểu không? Oh, excuse me. Cái style là nó như vậy. Mà nãy mặt của bé Mai, em thấy rõ ràng không? Mặt tròn như bây giờ V-Line, nhọn cầm nhọn. Không, bọn V-Line đánh khối vô. Mà đây có một miếng khối không hề có một miếng khối gì. Anh đánh hoa hồng nó đi lên như vậy. Đúng rồi, chỉ có trên. Đúng rồi, trên cái cầm thì nó đi ra đúng rồi. Đúng rồi, nó nghe nè, nó nghe nè. Và để các bạn cùng support cho là ai sẽ là gương mặt các bạn thích nhất. Em vẫn là xinh đẹp, em yên tâm đi. À, lúc nãy mỗi một lượt mình dọn một điểm. Nếu quý vị yêu mến Thanh Lan trong vai trò MC, yêu mến Hồng Phúc trong vai trò MC trong suốt 17 năm qua, hãy đi qua và nhấn cho chúng tôi một bình chọn, mỗi một cái bình chọn quý vị yêu thích người mẫu Mai Hoang chúng tôi bên phía Thanh Lan Nương Nương thì quý vị chúng ta sẽ có thêm một điểm nữa. Chỉ một cái like thôi à? Các bạn ơi, nếu các bạn yêu muốn một Thanh Lan đầm thắm, một cô gái người mới với tông make up cực kỳ tự nhiên, tông tự nhiên cực kỳ mộc chứ không có tông. Nghe được rồi. Một tông make up như là chị Thanh Lan. Lát Google. Thì mọi người hãy like thật là nhiều cho cái bức ảnh này đó để mà Lan có thể chiến thắng và dành cái số tiền giải thưởng cực kỳ lớn cho chương trình. Các bạn thấy không? Đánh khối rõ ràng. Bây giờ hỏi Mai nè, em hài lòng với cái make up này không? Gật đầu hay lắc đầu? Gật đại cái đi em, gật hai ba ơi. Thôi nào mọi người, cái chuyện chăng chẳng hài lòng hay không hài lòng hay để cho các bạn khán giả chính là người quan tâm nhất. Mình phải mồi cho người ta like cho mình chứ. Các bạn ơi, các bạn đừng nên tiếc chi một cái like cho nhóm kỳ đích đỏ và cái đánh khối rất là xinh đẹp. Các bạn đừng có học như bên kia ra đường ra chu rồi mà không có miếng phấn gì trên mặt. Thưa quý vị, ca sĩ Thanh Lan sẽ thắng 4.677.984 đồng hay Phương Lan với số tiền 4.948.320 đồng đang chờ và tùy thuộc cái lượng vote của quý vị đó. Vote đi quý vị, vote phải like, like vào cái fanpage của chúng tôi. Và hy vọng là tập 8 chúng ta sẽ gặp lại Thanh Lan ha, đúng không? Chính, tập 9, tập 9, gặp lại Thanh Lan nha. Gặp lại với các bạn nha, nhớ like cho mình nha. Còn bây giờ Hồng Phúc, Thanh Lan, Mai Mai, Thuận Thuận, Quang Sơn, Phương Lan sẽ chờ đón quý vị. Ai sẽ xuất hiện ở tập 9 của Hát Đi Rồi Đâu.